Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt tại khu vực chợ đêm Bắc Hà. Thì buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có những cái chương trình giao lưu văn nghệ của các xã thuộc huyện Bắc Hà. Qua cái vòng tuyển chọn trong một tuần qua thì các xã có chương trình, những cái chương trình biểu diễn về những cái nét văn hóa của người đồng bào ấy. Thì buổi tối ngày hôm nay thì họ sẽ chung kết lại xem là xã nào là có những cái chương trình biểu diễn hay nhất thì sẽ được tổ chức tại khu vực chợ đêm Bắc Hà tối ngày hôm nay. Có nghĩa, tức là tối thứ bảy ngày 11 tháng 6 của năm 2022. Thì ngày mai là ngày chủ nhật. Ngày mai chủ nhật thì sẽ là buổi chung kết đua ngựa Bắc Hà lần thứ 15 tại quê hương đất Bắc Hà luôn các bạn nhé. Thì tối ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất trong cái khu vực chợ đêm này. Quay tất cả những cái hình ảnh về các bài diễn của các xã và các xã ở huyện Bắc Hà biểu diễn về những cái nét văn hóa của người đồng bào vùng cao cũng như là người đồng bào dân tộc ở trên này. Thì tối nay Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất để truyền tải lên kênh cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong phía trước sân khấu kia, phía trước mặt bạn kia thì đó là sân khấu mọi người đang biểu diễn rồi. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển về bên trong để Sơn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì cực kỳ là đông du khách cũng như là khán giả đến tham gia cái buổi chợ đêm này, buổi giao lưu văn hóa văn nghệ ở tại Bắc Hà. Tối hôm nay cực kỳ là đông và bây giờ thì nó đang hơi ồn ào một xíu. Thì Sơn sẽ di chuyển ra những cái vị trí khác nhé. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Em cũng là một người con của người đất Bắc Hà và em cũng đã đi học nghệ thuật tại Hà Nội và đã đang làm việc giảng viên tại một trường nghệ thuật Hà Nội ạ. Cũng đã rất lâu rồi em chưa được đứng tại sân khấu của Bắc Hà cho nên là hôm nay em rất là vui ạ. Mới thể cho em một tràng tay rất là to ạ. Cũng là cũng run lắm ạ. Vì lâu rồi không được về chính nơi mà mình được sinh ra là để thể hiện cho tất cả mọi người đây. Các bạn thân mến nhé, hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong khu sắt cận kề với cả sân khấu và mọi người đang biểu diễn các chương trình văn hóa văn nghệ buổi tối ngày hôm nay ấy. Thì ở trong này thì Sơn quan sát ra toàn bộ khu vực xung quanh thì rất là đông người các bạn ạ. Đây như các bạn nhìn đấy, rất là đông khán giả, mọi du khách thập phương đổ về đây tham quan du lịch cũng như là người dân đồng bào ở nơi đây thì khá là đông luôn. Rất là nhiều những chiếc smartphone đã dơ lên và ghi lại những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay, buổi giao lưu văn nghệ chung kết tối thứ bảy tại chợ đêm Bắc Hà các bạn ạ. Một cái không khí rất là vui vẻ, rất là nhộn nhịp đấy. Và còn sau đây nữa thì còn rất là nhiều những cái tiết mục của người đồng bào sẽ trình diễn. Bây giờ thì Sơn đã đi ra bên ngoài khu vực sân khấu rồi các bạn ạ. Đi ra bên ngoài này để ghi lại một chút hình ảnh các món ăn ở chợ đêm Bắc Hà. Thì như các bạn thấy đấy, vẫn còn rất là nhiều những cái món ăn. Hàng quán chủ yếu vẫn là những cái món thắng cố, rồi là trâu bò gà rất là nhiều để phục vụ cho những du khách tham quan du lịch ở nơi đây. Thì người dân ở đây họ cũng chuẩn bị rất là nhiều những cái món ăn. Món đặc biệt nhất thì vẫn là cái món thắng cố rồi các bạn ạ. Đây như các bạn quan sát rồi đấy, vẫn là đông, rất là đông du khách đang thưởng thức những cái món ăn đặc sản của quê hương Bắc Hà các bạn ạ. Còn Sơn thì đang di chuyển sang bên ngoài, lát nữa thì sẽ di chuyển vào bên trong để ghi lại những cái hình ảnh và về những cái nét văn hóa, về những cái bài biểu diễn của các xã thuộc huyện Bắc Hà các bạn nhé. Còn phía bên trong chợ này thì toàn bộ là những gian hàng về đồ thổ cẩm, những cái trang phục của người đồng bào. Như các bạn quan sát thấy đấy, đây thì chủ yếu là những cái trang phục của người đồng bào Hơ Mông các bạn nhé. Đây thì Sơn vào cũng thấy có một số những cái du khách họ đang vào xem và mua tham quan khu chợ. Đấy, trong này thì đồ trang phục của người đồng bào Mông rất là nhiều. Để bao gồm là có những cái bộ váy, rồi túi sách, túi đeo, khăn, mũ, rồi cũng rất là nhiều các thứ các bạn ạ. Thì buổi tối ngày hôm nay thì như các bạn thấy rất là đông du khách, rất là đông khán giả đã đổ về chợ đêm Bắc Hà. Ra đây Sơn bắt gặp một số những du khách đang chọn mua những cái mũ của người đồng bào Hơ Mông các bạn ạ.
Cháu chào các cô nhé. À, các cô ở tận đâu đi du lịch đến đây vậy ạ? À? À, cô Lào Cai luôn ạ. À, các du khách này thì cũng là người gốc Lào Cai đấy các bạn ạ. Như vậy. À, thế ạ. Cô là Hạ Long Quảng Ninh ạ. À, dạ vâng ạ. Đấy, à, nói chung là ngày hôm nay thì du khách từ khắp các mọi miền đất nước đã đổ về đây. Thậm chí là khách nước ngoài cũng về đây rất là đông. Như hôm trước thì Sơn cũng đã ghi lại một số những hình ảnh của các du khách nước ngoài rồi đấy. Đây, còn các cô thì đang thử những cái mũ của người đồng bào các bạn này. Cái mũ rất là đẹp. Thế này thì cô phải mặc thêm một bộ váy của người Mông nữa. Thì đội cái mũ này vào thì nó rất là đẹp, rất là thích hợp đấy cô ạ. Vâng. Ba cô, nếu mà để như con mắt cháu thấy thì ba cô rất là xinh rồi. Thế này có khi là đi một vòng chợ này, có khi này mỗi cô lại bắt được thêm một ông ấy. Vâng, đúng rồi. Đấy, thế thì thôi các cô đừng mặc váy nữa, cả là các chú nhà mình lại bị các ông khác kéo mất, thì tìm vất lắm. Vâng, vậy thôi nhé, cảm ơn các cô nhé. Vâng, xin chào các cô. Sơn vừa đi phía bên kia thì là một dãy hàng ăn, thì cũng vẫn rất là đông du khách đang ngồi để thưởng thức các món ăn, các món thắng cố. Và đi sang bên này thì lại là một dãy hàng nước rồi các bạn ạ. Bên này thì chủ yếu là hàng nước thôi. À, du khách ở đây thì cũng đang ngồi nghỉ chân uống nước và lắng nghe những ca khúc của người đồng bào, cũng như là xem các chương trình biểu diễn của người đồng bào. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Trên vai và ngực có đẹp vài màu theo Inupan nhìn xoắn ốc,
vậy chủ yếu là các con màu đỏ xanh nổi bật rực rỡ. Ba đường theo ngang thân váy từ trên xuống, vừa để phân bằng màu cho thân váy, cũng đồng thời sẽ đậm nét. Nếu như ví một bộ trang phục là bông hoa đẹp thì chúng tôi tự hào đã có phần tô thắm trên cánh hoa một sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam những bông hoa đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Một lần nữa xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức cùng toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Bây giờ thì mọi người đang tập trung múa theo, gọi là múa nhảy theo cái điệu xòe các bạn ạ. Một đống lửa rất là to và tất cả các bà con dân bản cũng như là du khách thập phương, mọi người đang nhảy theo điệu xòe rất là vui, rất là thích các bạn ạ. Như các bạn quan sát thấy rất là đông người, du khách thập phương cũng như là bà con đồng bào. Ôi, đống lửa cháy rất to luôn này. Đống lửa cháy rất to nhá. Đồng thời thì có một ông cô đang cầm cây đàn múa, gọi là múa theo điệu xòe đấy các bạn. Gái xinh các bạn ơi. Hello, xin chào bạn nhá. Xin hỏi một xíu là bạn từ ở đâu đi du lịch về đây vậy? À, thủ đô à? Một người con gái rất là xinh đến từ thủ đô đang du lịch và tham gia những điệu xòe đây. Cảm ơn bạn nhá. Đây là các thanh niên. Rất là đông khách du lịch đang tham gia. Đứng sát trong đống lửa nóng quá mọi người ạ, phải di chuyển sang bên ngoài thôi. Bởi vì là bên trong ấy thì mọi khách du lịch, mọi người đang tham gia chương trình vui chơi. Bây giờ thì Sơn đi ra ngoài để xem là có cái gì lạ lạ, đặc biệt thì Sơn lại lưu lại nhá. Lưu lại những cái hình ảnh để truyền tải cho mọi người xem. Sơn quan sát trên phía sân khấu, mọi người cũng đang đứng và... có những điệu nhảy. Đây thì cũng là du khách rồi các bạn ạ. Đây. Có cả những tiếng kèn. Chủ kênh Du Lò Than đấy các bạn nhé. Du Lò Than đang cầm máy quay, hôm nay anh em tác nghiệp cùng nhau các bạn ạ. Đang đứng góc kia. Ôi
anh em đang phỏng vấn một nữ khách. Một nữ khách rất là xinh. Cô gái đến từ thủ đô Hà Nội các bạn ạ. Đây, hai người anh em của mình. Chào bạn nhé. Chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay tại chợ đêm Bắc Hà thì đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Thì có lẽ là bây giờ Sơn cũng xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những cái video mới nhất của Sơn.